Cái đường em chắc không. Con lấy phim, con lấy phim. Anh cứ cho qua cái em ơi, vào bên trong là luôn đi. Hello, hello mọi người. Mình đang có mặt tại thảm đỏ của suất chiếu đặc biệt ngày 4 tháng 3, phim điện ảnh Bố Già. Đây là bộ phim của Ngọc Đảng và nhà sản xuất anh Trấn Thành. Hello, hello, mọi người có thấy ngày hôm nay anh Thành và bạn quắn ở trong phim là anh Tuấn Trần có dễ thương không? Tuy là trên thảm đỏ mặc đồ bảnh bao như vậy nhưng mà trong phim rất là bình dân dễ thương đó nha. Chốc lát nữa chúng ta sẽ đi vào trong khu vực thảm đỏ bên dưới để làm quen với nhiều các anh chị em nghệ sĩ đã cùng đến chúc mừng cho phim Bố Già. Mọi người đừng quên nha, 18 giờ ngày mai, ngày 5 tháng 3 và cả ngày 6, 7, 8 tháng 3 sẽ có những suất chiếu rất là đặc biệt cho tất cả các bạn. Nên mọi người hãy đến ủng hộ cho phim Bố Già nha. Nha, xin dễ thương chưa? Tất cả các rạp luôn nha bạn ơi. Và chính thức từ ngày 12 tháng 3 sẽ bán vé trên toàn quốc luôn. Nhưng mà những suất chiếu đặc biệt thì chúng ta có thể là những người đầu tiên tiếp cận với phim này. Bạn nào đến xem rồi á, nhớ ủng hộ, chia sẻ và hashtag Bố Già nha. Đây, trong phim này Tuấn Trần diễn xuất cực đỉnh luôn. Bảo đảm coi phải vừa cười vừa khóc đó. Đúng rồi, các bạn đã nhận ra giọng của mình rồi á. Đây, các anh chị nhà báo đã đến rất là đông, mình chuẩn bị đi xuống dưới để xem tình hình như thế nào nhé. Thank you.
phần cho Mai chị Đào. Sẽ có hình check in sáng. Bây giờ là Minh Tú, các bạn có đoán được Minh Tú sẽ đóng vai gì trong phim không? Bạn nào đang theo dõi livestream hãy share thật là mạnh tay cho livestream để nhiều người biết đến buổi công chiếu đặc biệt ngày hôm nay của phim điện ảnh Bố Già nha. Đó 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 đó. Anh Thành ơi, Trấn Thành Thao đang xem anh, hãy hôn một cái đi nào. Phong cách của Bố Già nha quý vị. Ta-da. Eric và Đức Phúc đây. Cute. Xem các bạn nói gì nhé. Mày vô, mày vô. Đó, phim đầu tư ghê chưa? Hãy xem qua trailer thôi sẽ thấy. Nào là một cái xóm bị quay lại và bỏ nước vào, doanh thu rất là cao luôn nha. Đây, bác lại với Sam này.
phải bắt cóc Away một chút. Các mọi người có nhận ra ai đây không? Ở trong phim á hả, anh cũng là một người họ hàng thân thích với bố già, đúng không nào? Dạ. Em thấy là anh ở trong phim du lịch cái chị em phụ nữ lắm á nha, ở ngoài anh có vậy không? Dạ. Nhưng mà biên kịch lần này là không chỉ của anh Thành mà anh góp 50% ý tưởng kịch bản ở đâu ra mà nhiều quá vậy anh? Dạ. Dạ. Rồi anh chúc mọi người một điều gì đặc biệt cho cả ekip mình đi nào. Cảm ơn diễn viên Nghiêm Huy ở quay nha. Tạm biệt anh. Chào mừng tất cả quý vị khách quý đang cùng đến với không gian thảm đỏ của phim điện ảnh Bố Già, một bộ phim của Trấn Thành và đạo diễn Vũ Ngọc Đảm. Hiện tại chúng tôi đang cùng có mặt tại quê thảm đỏ để chúc mừng cho sự kiện đặc biệt ra mắt phim Bố Già từ 18 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2021. Và đặc biệt những suất chiếu như 18 giờ ngày 6 tháng 3, ngày 7 và 8 tháng 3. Phim Bố Già sẽ được chính thức ra rạp vào ngày 12 tháng 3 năm 2021. Hy vọng sẽ nhận được thật nhiều những sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và tại khu vực thảm đỏ, chúng tôi xin được chào đón của gia đình Trấn Thành và Harry Won. Diễn viên Away.
không chỉ được người mà nước mắt. Hy vọng rằng bố giờ sẽ chinh phục những khán giả khó tính nhất.
còn 5 phút nữa chúng ta sẽ cùng bắt đầu chiếu phim tại cụm rạp 1. Xin mời quý vị sẽ cùng ổn định chỗ ngồi. Xin mời các anh chị em nghệ sĩ hành vào rạp số 1 để chuẩn bị xem phim và để đảm bảo cho sức khỏe an toàn cộng đồng. Xin mời các anh chị sẽ cùng giữ tay trước khi vào rạp chiếu phim và vui lòng mang khẩu trang. Quý vị hãy cùng để ý những cái chi tiết trên thảm đỏ ngày hôm nay nhé.